Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CNTT Shop. Trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình router Cisco ra Internet, bao gồm việc cấu hình TP-PoE, cấu hình DHCP server để cấp IP cho giải mạng LAN bên dưới, cấu hình Access List và NAT Rule cho phép mạng LAN ra Internet. Mình sẽ sử dụng mô hình đơn giản, bao gồm một giải mạng 192.168.1.0/24 sử dụng VLAN 1. Gateway của giải mạng này sẽ được cấu hình trên cổng E0/0 của router Cisco. Cổng E0/1 kết nối với đường quang của nhà mạng. Trong thực tế thì đường quang FTTH mà nhà cung cấp dịch vụ kéo tới sẽ là đầu nối SC được cắm vào modem kèm theo gói mạng và PPPoE sẽ được cấu hình trên modem nhà mạng. Trên router Cisco không hỗ trợ cổng SC này, cho nên nếu các bạn muốn quay PPPoE trực tiếp trên router Cisco thì chúng ta sẽ có 3 cách dưới đây. Cách 1 là các bạn cần liên hệ nhà mạng để bridge modem. Đường quang vẫn cắm vào modem. Trên modem chúng ta sẽ kéo một dây LAN xuống router. Cách 2 là các bạn có thể sử dụng converter một sợi để chuyển đổi sợi quang này thành cổng RJ45. Rồi cắm một dây LAN từ cổng RJ45 trên converter xuống router. Cách 3 là nếu router có cổng quang thì các bạn có thể tìm mua mô đun quang một sợi, cổng kết nối là SC, chuẩn B, tương thích với router Cisco để cắm trực tiếp đường quang nhà mạng vào router. Chú ý là các bạn nên tìm dòng SFP chính hãng của Cisco để sử dụng, do router Cisco tương đối kén mô đun, không phải mô đun nào nó cũng nhận. Switch mình sẽ để cấu hình mặc định, tất cả các cổng đều access vào VLAN 1. Đầu tiên mình sẽ cấu hình quay số PPPoE. Router Cisco không hỗ trợ quay số trực tiếp trên cổng vật lý, mà chúng ta cần sử dụng một cổng ảo là dialer. Trên cổng vật lý E0/1, chúng ta cần enable PPPoE và chỉ định cổng dialer bằng dialer pool group number. Mình sẽ sử dụng pool 1 cho cổng E0/1. Chúng ta cũng cần giảm MTU và MSS xuống do gói tin đi ra Internet sẽ được đóng gói thêm một số header. Tiếp theo thì chúng ta cần cấu hình cổng dialer 0 để quay PPPoE. IP1 do nhà cung cấp dịch vụ cấu hình xuống nên gói mạng chúng ta thuê là gói IP tĩnh hay IP động thì các bạn cũng cấu hình tương tự. Phần câu lệnh thì mình sẽ không giải thích chi tiết từng lệnh, các bạn cấu hình tương tự trên các dòng router của Cisco. Cổng dialer 0 này mình sẽ gán vào group 1 cùng group với cổng E0/0 mà mình vừa cấu hình xong. Nếu các bạn có thêm một đường internet nữa, ví dụ cắm vào cổng E0/2 thì các bạn gán cổng E0/2 và cổng dialer 1 vào group 2 là được. Trong lệnh ppp pub send username, các bạn nhập tài khoản PPPoE của gói mạng. Nếu chưa có tài khoản này thì các bạn có thể gọi cho nhà cung cấp dịch vụ, cung cấp số hợp đồng hoặc là số điện thoại và địa chỉ đăng ký lắp mạng cho họ để được cấp lại tài khoản này.
Sau khi cấu hình PPPoE xong, các bạn sử dụng lệnh show IP interface brief để kiểm tra. Nếu cổng DLL không nhận được IP 1 là chúng ta đã cấu hình thành công. Tiếp theo thì mình sẽ cấu hình IP 192.168.1.1 trên cổng E0/0. Cổng này là cổng LAN nội bộ nên chúng ta cần cấu hình NAT inside cho interface này. Mình sẽ cấu hình thêm một DHCP server để cấp IP cho client. Nếu các bạn muốn loại trừ một số IP để đặt tĩnh thì có thể sử dụng exclude address để loại trừ khỏi DHCP pool. Mình sẽ để DHCP cấp từ 192.168.1.20 đến 192.168.1.254 nên mình sẽ loại trừ các IP từ 1.1 đến 1.19. Để các IP nội bộ có thể ra Internet, chúng ta cần tạo một default route xỏ ra cổng DLL0. Nếu có nhiều đường Internet, các bạn cần tạo thêm track để gán vào các route này. Các bạn show IP route để kiểm tra, có một default route xỏ ra DLL0 là OK. Tiếp theo mình sẽ cấu hình asset list và NAT rule để cho phép các IP nội bộ có thể được NAT qua IP public thông qua NAT overload. Asset list mình sẽ để permit any. Trong thực tế các bạn có thể permit đúng tải mạng mà chúng ta đang sử dụng. Sau đó mình sẽ gán asset list này vào NAT rule qua interface DLL0. Trên router mình đã cấu hình xong, máy tính bên dưới mình sẽ để nhận IP động. Máy tính đã nhận được IP 192.168.1.20 từ router. Mình sẽ ping đến IP 8.8.8.8. Ping OK. Như vậy là chúng ta đã cấu hình thành công router Cisco cho một mạng LAN ra ngoài Internet. Nếu các bạn có yêu cầu hướng dẫn cấu hình tính năng nào trên router, hãy để lại comment. CNTT Shop sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu thấy video này hữu ích thì nhớ like, share giúp mình và subscribe để nhận các video mới nhất từ CNTT Shop bạn nhé.